Trần Gia Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Các binh sĩ tại Morocco và các toán làm việc cứu trợ cho biết họ đang cố gắng tìm cách phục hồi khu vực này sau trận động đất đã khiến cho hơn 2.400 người bị thiệt mạng. Bản tin từ ở Morocco cho biết thì các binh sĩ của Morocco và các toán cứu trợ đang là làm việc với các trực thăng và kể cả một số những chiếc xe truck vào ngày thứ hai để quan sát cũng như là để làm việc ở khu vực vùng đồi núi ở thị trấn được xem là có trận động đất đã khiến cho 2.400 người bị thiệt mạng. Những người còn sống sót vẫn đang tìm cách tìm kiếm lại những người thân của họ bị kẹt ở trong đống đổ nát. Các giới chức của Morocco cho biết là họ đã bắt đầu nhận các đề nghị của chính phủ là hỗ trợ ở 4 quốc gia gồm có Tây Ban Nha, Qatar, Anh và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và các gói hỗ trợ ngoại quốc cho biết là họ đang chờ đợi sự chấp thuận để khai triển qua đây. Và Bộ trưởng Nội vụ của Morocco cho biết là họ mong muốn sẽ xóa đi tình trạng gọi là thiếu tính chất xây dựng. Và trong đó thì phía Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng có 300.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào tối ngày thứ Sáu với cái độ là 6.8 độ Manchu, và trong đó được xem là gây nguy hiểm cho cái khu vực này. Và trong khi đó thì các cái việc phá hủy và các cái chết tại cái tỉnh gọi là Anhaozu được xem là nằm ở vùng đồi núi cao Atlas, là nơi mà những người dân này đã ngủ vào giữa đêm và bất ngờ động đất diễn ra và khiến cho họ không chạy kịp. 2.400 người đã bị thiệt mạng và đây là một thảm kịch lớn. Đó là lời phát biểu của một cư dân đã còn sống sót sau khi mà họ thoát khỏi cái trận động đất này. Chúng tôi không biết được tương lai như thế nào, nhưng mà hiện nay thì vẫn thiếu hụt mọi thứ. Đây được xem là lời phát biểu mới nhất của một cư dân tại đây. Có khoảng chừng 100 toán làm việc đã làm việc với tổng cộng là 3.500 người cấp cứu ghi danh với lại Liên Hiệp Quốc để mà có thể khai triển tới Morocco, theo tường trình cho biết. Và trong đó các tổ chức được xem là cấp cứu không biên giới đã tìm cách gọi là hỗ trợ cho Morocco. Trong khi đó thì một toán cấp cứu người Tây Ban Nha cho biết họ đang làm việc để mà lôi những người còn sống sót ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất này. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, một phái đoàn của Do Thái đã có mặt trong phiên họp của UNESCO diễn ra tại Saudi Arabia, cho thấy dấu hiệu tích cực trong mối bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Do Thái và Saudi Arabia. Bản tin từ thủ đô Riyadh cho biết thì một phái đoàn của Do Thái trong ngày thứ hai đã xuất hiện trong một cái tổ chức về văn hóa của Liên Hiệp Quốc ở tại Riyadh, và trong đó cho thấy là Saudi Arabia đã bắt đầu mở ra toàn diện các cái việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái sau khi mà có cái nỗ lực của Washington. Bản tin mới nhất cho biết thì ba viên chức của Do Thái đã nằm ở trong cái phiên họp lần thứ 45 của tổ chức UNESCO, tức là tổ chức ủy ban đặc trách về gìn giữ di sản của thế giới, theo tường trình của hãng thông tấn Reuters. Và các viên chức này đã từ chối không có trả lời phỏng vấn ký giả. Và một viên chức khác của Do Thái cho biết rằng là trong đó bao gồm luôn cả một giám đốc điều hành đặc trách về tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao và đại sứ của Do Thái ở tại tổ chức quốc tế ở Paris. Và phái đoàn của Do Thái có luôn cả giới chức ở trong Bộ Giáo dục cũng như là chủ tịch của một cái ủy ban bảo vệ di sản và đền đài của Do Thái đã có mặt tại đây. Chính quyền Saudi Arabia đã không lên tiếng cho biết rằng là dấu hiệu này có phải là dấu hiệu tích cực để bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với Do Thái hay không. Cho tới giờ phút này, Saudi Arabia vẫn chưa có bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái, vốn nằm trong cái hiệp ước Abraham Lincoln mà cựu Tổng thống Trump đã đưa ra. Và trong đó đã có 4 quốc gia của khối Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái, trong đó gồm có Bahrain, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sudan và kể cả Morocco. Đây được xem là một trong những cái dấu hiệu tích cực cho thấy là phía chính quyền Riyadh của Saudi Arabia có thể sẽ mở ra một tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Bộ trưởng đặc trách về vấn đề gọi là an ninh nội địa của Liên hiệp Âu Châu đã nộp đơn kháng án để yêu cầu trả tự do cho một viên chức ngoại giao của Âu Châu bị bắt giữ trong nhà tù của Iran.
Bản tin từ Brussels cho biết, thì Bộ An ninh Nội địa của Liên hiệp Âu Châu đã nộp một cái đơn kháng án vào ngày thứ hai, yêu cầu trả tự do cho một nhà ngoại giao gốc người Thụy Điển của Liên hiệp Âu Châu, vốn đã bị giam cầm năm thứ hai ở tại nhà tù tại Iran, và đây là cái birthday thứ hai của ông. Phía Thụy Điển cho biết vào tuần trước thì Johan Floderus, người đã làm việc cho cái cơ quan đặc trách về nghiệp đoàn của Âu Châu gọi là Union External Action, đã bị bắt giữ tại Iran vào năm ngoái, và ông ta bị giam giữ trong nhà tù của Iran đã trên 500 ngày, và ông ta đã bước qua tuổi thứ 33 vào ngày Chủ nhật. Và người đứng đầu của Bộ An ninh Nội địa của Liên hiệp Âu Châu là Ivan Johansson đã nói rằng là đây là một trong những cái nỗ lực trong nội các của bà trong vòng 2 năm qua. Tuy nhiên, đang tìm cách làm việc với các phái đoàn của Âu Châu tại Afghanistan trong lúc mà ông ta bị bắt giữ tại Iran. Tôi rất là buồn và rất lo ngại, Johansson đã lên tiếng phát biểu với ký giả ngày hôm nay, và tôi sẽ làm việc cố gắng của mình. Đây là một trong những cảm xúc của tôi và sự lo ngại của tôi về tình trạng của một viên chức ngoại giao của Thụy Điển đã bị bắt giữ tại Iran. Và trong đó, Jonathan cho biết là phải tùy thuộc vào cái bộ ngoại giao của Thụy Điển làm việc trong việc trả tự do cho ông Foderus được xem là một nỗ lực mới nhất. Gia đình và bạn bè của ông ta đã lên tiếng và kêu gọi trả tự do cho ông ta. Việc này diễn ra sau khi mà Iran vào năm tháng 7 năm 2022 đã bắt giữ ông này về tội làm gián điệp. Và trong đó thì phía Iran vẫn chưa cho biết là những chứng minh nào cho thấy ông ta hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc của chính quyền Iran. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Liên hiệp Âu Châu nhằm can thiệp cho một nhà ngoại giao của họ bị Iran bắt giữ về tội gọi là làm gián điệp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Iran và Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho cái việc gọi là trao đổi tù nhân với sự trung gian của Qatar. Bản tin mới nhất cho biết khi mà 6 tỷ Mỹ Kim được giải ngân ở trong một cái ngân hàng ở tại Nam Hàn và chuyển qua Qatar được lấy sớm trong tuần này, thì lúc đó phía Iran sẽ chính thức trả tự do cho ít nhất 5 công dân của Hoa Kỳ sau khi đạt thỏa thuận là phía Hoa Kỳ sẽ giải ngân 6 tỷ Mỹ Kim ở trong ngân hàng tại Nam Hàn. Đây là bước đầu tiên, và Iran trong ngày 10 Tây đã cho ít nhất là 4 công dân của Hoa Kỳ ra khỏi nhà tù của Iran và tự tạm quản chế tại nhà. Và người thứ 5 cũng đã sẵn đã bị quản chế tại nhà. Và sau đó thì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là Antony Blinken kêu gọi cái bước đầu tiên trong tiến trình gọi là trao trả tù nhân này. Và họ bao gồm luôn 5 người, trong đó một thương nhân có tên là Siamat Namazi, 51 tuổi. Người thứ hai là Emad Saki, 59 tuổi. Và người thứ ba là một nhà hoạt động về môi trường là Morad Tabas, 67 tuổi, đồng thời cũng là công dân Anh quốc. Và phía Hoa Kỳ cho biết như trên, và Tabas và Sagi, gia đình của họ đã không lên tiếng cho biết về tình trạng của họ như thế nào. Tuy nhiên thì tại lai lịch của người thứ tư và người thứ năm thì được biết là hai nguồn tin cho biết là phụ nữ, nhưng lại không công bố tên tuổi của những người này. Phía Iran vào ngày thứ hai cho biết là họ đã bắt đầu thực hiện tiến trình mà gọi là trao đổi tù nhân với Washington trong một tương lai gần. Đây được xem là một trong những trung tâm đàm phán giữa phía của chính quyền Joe Biden và phía của chính quyền Iran, trong đó họ sẽ giải ngân 6 tỷ Mỹ Kim vốn đã bị đóng băng trong một ngân hàng của Nam Hàn. Và giờ đây thì số tiền này sẽ được chuyển qua một ngân hàng của Qatar trước khi chuyển lại cho chính quyền của Iran. Và chính quyền Iran cho biết khi mà họ bắt đầu cash được số tiền này, tức là họ đã lấy lại được số tiền này, thì họ sẽ bắt đầu cái tiến trình trao trả tự do cho 5 công dân của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Do Thái cho biết là Iran đã âm mưu tấn công vào tất cả những người Do Thái. Lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Do Thái trong ngày Chủ nhật nói rằng phía Do Thái đang chuẩn bị có một cái cuộc tấn công vào trung tâm của Tehran để dập tắt tình trạng mà ông ta mô tả là hàng chục những nhân vật của Iran đang tìm cách tấn công người Do Thái và người Do Thái giáo trên toàn thế giới. Phát biểu trong một cuộc hội nghị về an ninh, ông David Barkar, được xem là một trong những nhân vật đứng đầu của cơ quan tình báo Do Thái, cho biết Do Thái và các đồng minh đã phát biểu ít nhất là 27 cuộc tấn công trong vòng một năm qua tại Âu Châu, tại Phi Châu, tại Đông Nam Á và kể cả tại khu vực ở Nam Mỹ Châu. Và các âm mưu này là họ theo đuổi tình trạng gọi là tấn công vào người Do Thái và được chủ mưu và chỉ đạo trực tiếp bởi Iran. Đó là lời phát biểu của ông Bania đã đưa ra trong cuộc họp báo ở tại trường đại học có tên gọi là Rajman University. Và những gì mà chúng tôi đang nói hiện nay là Do Thái vẫn đang thực hiện, xin lỗi quý vị, Iran đang thực hiện thêm các vụ tấn công. Và thông điệp của chúng tôi rất lớn và rõ ràng,
là sẽ không có sai lầm. Nếu quý vị quyết định tiếp tục có những cái hành động này, chúng tôi sẽ tấn công quý vị và chúng tôi sẽ giành lại công lý cho những người bị tấn công, và nó sẽ tấn công vào trong trái tim của thủ đô Tehran. Ông Barnier đã phát biểu như trên và nói rằng phía cơ quan tình báo của ông đang làm việc với các đối tác để ngăn chặn tình trạng mà Iran âm mưu tấn công những người Do Thái sinh sống trên toàn thế giới, và trong đó bao gồm luôn những người đi theo đạo Do Thái giáo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Điện Kremlin cho biết là Putin có thể tái tranh cử trở lại và không có một đối thủ nào ra cạnh tranh với ông ta. Bản tin từ Moscow cho biết nếu như ông Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định là tái tranh cử năm 2024, dường như không có một ai ra cạnh tranh với ông ta, theo lời phát biểu của phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov đã phát biểu vào ngày thứ hai. Tổng thống vẫn chưa loan báo chính thức là ông ta có trở thành ứng cử viên hay không. Đó là lời phát biểu của ông Peskov đã trả lời với một đài truyền hình của Nga. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nếu tổng thống mà trở thành ứng cử viên thì dường như không có một nhân vật thật sự nào có thể cạnh tranh với tổng thống trong cái giai đoạn là gần đây. Và ông Peskov cho biết ông Putin đang rất là hứng thú với cái sự ủng hộ của tuyệt đối dân chúng. Đây là lời phát biểu của ông Peskov đã đưa ra. Trong khi đó thì vị gọi là cựu lãnh đạo của cơ quan KGB vốn thống trị nước Nga trong vai trò thủ tướng và tổng thống trong vòng hơn 2 thập niên qua, và gần như ông ta đã triệt buộc tất cả những ai phản đối lại ông ta kể từ khi mà ông Boris Yeltsin rời khỏi ghế tổng thống sau cái cuộc sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991. Tuy nhiên, quyết định là tháng 2 năm 2024, ông ta sẽ gửi hàng chục xin lỗi quý vị, ông ta đã gửi hàng chục ngàn binh sĩ của Nga năm 2022 tới xâm lăng Ukraine, và nó là một thách thức sau khi mà ông ta đã bắt đầu nắm quyền lực và được xem đây là cuộc đối đầu mới nhất và lớn nhất của nước Nga đối với khối Tây phương kể từ khi mà có cái cơn khủng hoảng về hỏa tiễn Cuba năm 1962, và cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa có chấm dứt và Putin đang đối diện với lại một cái uy hiếp về quyền lực sau khi mà người lãnh đạo của nhóm lính đánh thuê Wagner đã có cuộc binh biến bất thành lật đổ cái quyền lực của ông ta, và người này đã chết trong một cái tai nạn máy bay. Và hiện nay khối Tây phương đang ước lượng rằng họ đã cấm vận tại phía Nga lên tới 2.1 ngàn tỷ Mỹ kim, và tiếp theo sau việc mà Trung Quốc đã bắt Nga đã bắt đầu thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới của ông Putin, vẫn chưa cho biết rõ là ông ta có tái tranh cử năm 2024 hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, trong hội nghị khối G20 ở tại Ấn Độ thì Biden tuyên bố là dường như Trung Quốc chưa muốn xâm lăng Đài Loan, bởi vì Bắc Kinh hiện nay đang rất bận rộn với cơn khủng hoảng tài chính của họ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden lên tiếng và nói rằng vấn đề khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc có thể khiến cho quốc gia này không có ý định là tấn công đảo quốc Đài Loan. Và ông ta lên tiếng cho biết là ông Tập Cận Bình vẫn đang tìm cách đối diện với lại cái cơn khủng hoảng kinh tế. Và ông Biden lên tiếng và nói rằng là phía của Trung Quốc hiện nay đang rất bận rộn trong những thách thức về kinh tế nội địa. Và điều này có thể dẫn tới việc mà họ sẽ tạm thời không nghĩ tới việc xâm chiếm Đài Loan. Trung Quốc đang gặp một nền kinh tế khó khăn và dường như quốc gia này vẫn đang đối diện với nhiều thách thức và họ chưa có ý định tấn công đảo quốc Đài Loan. Ông Biden đã phát biểu trong cuộc họp báo khi mà ông ta có mặt ở tại Hà Nội, và trong đó trang YouTube của White House đã cho biết như trên. Và ông lên tiếng và nói rằng đảo quốc Đài Loan là vùng lãnh thổ cần có những cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ dưới đạo luật Taiwan Relations Act. Và tôi không nghĩ rằng Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Điều quan trọng nhất là hiện nay chúng ta phải tăng cường mức độ kiềm chế cũng như là những gì đang xảy ra tại Trung Quốc hiện nay. Ông Biden chỉ ra cho thấy là cái ngành địa ốc của Trung Quốc đang rơi vào cơn khủng hoảng và số lượng người trẻ của Trung Quốc đang bị thất nghiệp, vốn là những vấn đề kinh tế mà Tập Cận Bình đang phải giải quyết hiện nay. Và gần như là đôi bên đã không gặp gỡ nhau trong vòng 10 tháng qua kể từ khi mà đôi bên gặp gỡ ở tại Indonesia trong hội nghị G20 trước đây vào năm ngoái. Ông ta đang tìm cách gọi là bận rộn quá nhiều. Đó là lời phát biểu của ông Joe Biden khi nói về Tập Cận Bình. Và những nền kinh tế chính cũng đang làm việc hiện nay và tìm cách tránh một cái ảnh hưởng từ cái hậu quả kinh tế của Trung Quốc. Và tôi không vui lắm, nhưng mà nó không có diễn ra khi mà Trung Quốc đã bắt đầu đi tới tình trạng tự cô lập. Tuy nhiên thì trong cuộc gặp gỡ với lại Lý Cường, thủ tướng của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, được xem là nhân vật số 2 quyền lực tại Trung Quốc ở khối G20, thì Biden cho biết
là ông ta đang tuyên bố là không có ý định kiềm chế Trung Quốc, tuy nhiên vẫn muốn Trung Quốc phát triển kinh tế trong cái tinh thần gọi là tôn trọng tất cả những quy tắc của quốc tế. Đây được xem là lời tuyên bố mới nhất của Joe Biden sau khi mà ông ta dự hội nghị G20 và có mặt tại Hà Nội vào ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Lý Khắc Cường đã lên tiếng thúc giục Joe Biden là nên nhìn thấy cơ hội từ Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ bên lề của hội nghị G20, Thủ tướng của Cộng sản Trung Quốc là Lý Cường đã sử dụng cái cuộc gặp gỡ với ông Joe Biden để thúc giục phía Hoa Kỳ là nên nhìn thấy được cái cơ hội từ Trung Quốc. Ông Lý Cường đã lên tiếng và nói rằng sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho Hoa Kỳ và không phải là thách thức. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Mao Ninh đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Trong đó thì lên tiếng cho biết nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ là hai quốc gia cần phải tăng cường các khả năng đối thoại. Và việc phát biểu này diễn ra giữa lúc mà ông Joe Biden đã gặp gỡ Lý Cường ở bên lề của hội nghị G20 và trước đó ông ta đã tỏ ra bất mãn khi Tập Cận Bình không có mặt ở tại New Delhi và kể cả việc mà ông ta muốn gặp gỡ Tập Cận Bình. Tuy nhiên thì Lý Khắc Cường đã lên tiếng và nói rằng là ông ta đang cố gắng làm việc lại với phía Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Kỳ là phải điều chỉnh những sai lạc và xem Trung Quốc là một cơ hội, đừng xem Trung Quốc là một thách thức của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời phát biểu của Lý Cường, nhân vật được xem là khá kín đáo và xuất hiện ở khối G20 trong một cái bóng mờ và gần như ông ta không muốn xuất hiện nhiều trước công chúng sau khi mà có cuộc gặp gỡ riêng biệt với Joe Biden tại New Delhi. Đây được xem là cuộc gặp gỡ khá hiếm hoi của Thủ tướng Nhà nước Cộng sản Trung Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley đã lên tiếng và nói rằng cần phải có một thái độ cứng rắn và mạnh mẽ hơn để chống lại kẻ thù Trung Quốc. Bà dùng chữ enemy, tức là kẻ thù Trung Quốc. Bà Nikki Haley được xem là một ứng cử viên tổng thống năm 2024 và trong cái lần xuất hiện mới nhất, bà đã duyệt xét Trung Quốc là một kẻ thù của Hoa Kỳ và kêu gọi có thái độ cứng rắn hơn chống lại cái chế độ cộng sản của Trung Quốc. Và trong đó lời phát biểu bà đưa ra dường như ngược lại với những gì ông Joe Biden đã tuyên bố. Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị có cuộc chiến với chúng ta trong nhiều năm. Bà Haley đã phát biểu ở tại cái cuộc rally mới nhất của bà và trên đài truyền hình CNN và tôi xem Trung Quốc là một kẻ thù. Và những gì rất bất mãn là chính quyền Joe Biden đã làm ở đây. Trung Quốc đã có mua hết 400.000 các cái Acker, tức là 400.000 mẫu Anh trên lãnh thổ Hoa Kỳ và thời gian gần đây nó nằm ở gần Grand Fort, một căn cứ không quân quan trọng của chúng ta. Họ mua tất cả những cái sản phẩm về thịt heo của chúng ta ở tại quốc gia họ và họ tiếp tục đánh cắp hàng triệu Mỹ Kim trong các cái sáng tạo ở trong các trường đại học của chúng ta. 90% những cái tròn của chúng ta sử dụng hiện nay là của nhân viên công lực lại là của Trung Quốc. Và trong đó bà nói rằng Trung Quốc đã giết hại người dân Hoa Kỳ còn nhiều hơn cả Iraq, Afghanistan và cuộc chiến Việt Nam cộng lại. Khi mà bà nhắc tới việc mà fentanyl là một loại ma túy đã tràn vào Hoa Kỳ. Quý vị có thể thấy rõ ràng là Joe Biden không nhận ra là đây là một chế độ được xem là kẻ thù của chúng ta. Và quý vị thấy rõ ràng phía nghiêm trọng khi phía Trung Quốc họ đang tìm cách gọi là thay vì đổi vị trí của chúng ta. Và điều này là một điều đáng xấu hổ cho chính quyền của Joe Biden. Đây được xem là lời chỉ trích mạnh mẽ của bà Nikki Haley, người đang là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024. Và trong đó, bà đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tất cả những chuyến đi, bao gồm luôn cả chuyến đi với lại của Joe Biden tới Việt Nam. Trong đó, bà nói rằng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có chung một giá trị và họ đã không thay đổi trong vòng 20 năm qua. Và điều này, Hoa Kỳ cần phải điều chỉnh cái chính sách của Hoa Kỳ tại Á Châu, Thái Bình Dương. Bà lên tiếng cho biết như trên và chúng ta phải xem Cộng sản Trung Quốc là một kẻ thù và bất kỳ một quốc gia nào có tiếp cận với Cộng sản Trung Quốc, chúng ta phải cẩn thận trong các mối quan hệ đối với họ. Đây là lời cảnh báo của bà Haley đưa ra ngay sau khi mà Joe Biden đã có chuyến đến Hà Nội trong ngày hôm qua để gặp gỡ với Nguyễn Phú Trọng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu, Thái Bình Dương ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong đó là sau khi một chiếc khu trục hạm và khinh của Hoa Kỳ và khinh hạm của Canada băng ngang qua eo biển Đài Loan, ngay lập tức Trung Quốc đã gửi một hàng không mẫu hạm Sơn Đông cùng với đội tàu gọi là tàu chiến của họ ở phía đông của Đài Loan và đang bắt đầu cuộc tập trận ở phía tây Thái Bình Dương.
Bản tin mới nhất cho biết thì một đoàn tàu hải quân của Trung Quốc bao gồm các tàu chiến và hàng không mẫu hạm Sơn Đông đã nằm cách cái bờ biển phía tây nam, phía đông nam của Đài Loan khoảng 111 km vào ngày thứ hai, và trong đó họ tiến vào khu vực phía tây của Thái Bình Dương cho cuộc tập trận mới nhất. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết bắt đầu từ 5 giờ 40 phút sáng ngày hôm nay, 11 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc bao gồm luôn các chiếc J-16 đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, và trong đó là bắt đầu có những cái cuộc tập trận chung với lại cái hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Và chiếc hàng không mẫu hạm Sơn Đông này vốn đã được hạ thủy từ năm 2019 và được xem là một trong những cái quyền lực mới của quân đội Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó thì tàu chiến của Hoa Kỳ gồm một chiếc khu trục hạm và một chiếc khinh hạm của Canada đã băng ngang qua eo biển Đài Loan vào ngày thứ Bảy, và đây là lần mới nhất kể từ khi mà Hoa Kỳ đã khẳng định khu vực này là khu vực tự do hàng hải, và Trung Quốc chưa bao giờ đã có từ bỏ cái định là sẽ xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Và trong thời gian vừa qua, suốt một năm qua, tức là từ tháng 8 năm 2022, thì phía của Trung Quốc đã tăng cường rất nhiều mạng lưới quân sự của họ trên eo biển Đài Loan sau chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi, lúc đó là chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ. Và điều này đã dẫn tới sự căng thẳng mới, và hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Cộng sản Trung Quốc đang có mặt ở phía đông nam của Đài Loan sau khi băng ngang qua khu vực eo biển giữa Đài Loan và Nhật Bản để mà tập trận ở ngoài phía tây của Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt, một tư lệnh của Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng điều quan trọng nhất là Liên Hiệp Quốc phải thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan. Điều quan trọng cho Đài Loan hiện nay là đồng minh thân cận và phải được thừa nhận bởi Liên Hiệp Quốc. Đó là lời khẳng định của một tư lệnh về hưu của Hoa Kỳ là tướng Anthony Tata đã lên tiếng phát biểu vào ngày Chủ nhật. Nền kinh tế và mối quan hệ văn hóa của Đài Loan với chúng ta, nó giống như là một cái điều cốt lõi trong vấn đề ngoại giao. Tướng Tata đã lên tiếng phát biểu như trên, và ông đã xuất hiện chung với lại một cựu đại tá đã về hưu của lực lượng lục quân Hoa Kỳ là John Mill, đã phát biểu rằng Đài Loan là một nền dân chủ, chúng ta cần phải ủng hộ cho Đài Loan. Họ được xem là đồng minh thân cận nhất của chúng ta, và tuy nhiên thì cái tham vọng của Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách gọi là xâm chiếm Đài Loan, và điều này cần thiết nhất là chúng ta phải có chính danh trên Liên Hiệp Quốc, và chúng ta cần phải thúc đẩy Liên Hiệp Quốc thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan. Đài Loan được xem là một đồng minh tương tự như là đồng minh Do Thái ở tại Trung Đông, tướng Tata đã cho biết như trên, và chúng ta có một đồng minh thân cận ở tại Âu Châu. Trong khi đó thì Trung Quốc trong ngày thứ Bảy cho biết là họ sẽ bắt đầu báo động khi mà chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ và khinh hạm của Canada băng ngang qua eo biển Đài Loan, và Trung Quốc vẫn tiếp tục làm tất cả những điều gì mà ngăn cản cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Quốc liên quan tới vấn đề của Đài Loan. Và chúng ta phải nhìn lại tất cả eo biển này, đặc biệt là hai cuộc chiến diễn ra tại đây ở thập niên 50, và cuộc chiến thứ ba đã từng diễn ra ở thập niên 90, và chúng ta sẽ thấy được sẽ có thêm một cái cuộc khủng hoảng thứ tư trên eo biển Đài Loan. Vị tướng này đã cho biết như trên, và ông nói rằng là phía Trung Quốc, phía Tập Cận Bình đang có một cái thái độ hỗ trợ cho ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, và điều này cho thấy là có một cái mật ước giữa Tập Cận Bình và Putin. Cả hai đồng không xuất hiện trong cái hội nghị G20. Rõ ràng họ đang có những cái liên kết về những siêu quyền lực, và trong đó nhằm đối phó với Hoa Kỳ và các đồng minh tại Âu Châu và tại Á Châu. Chúng ta cần phải khẳng định cái tư thế của Đài Loan và phải xem Đài Loan là một đồng minh giống như Do Thái ở tại Trung Đông. Đó là lời phát biểu của một cựu tư lệnh Hoa Kỳ khi mà xuất hiện liên quan tới vấn đề mà phía Trung Quốc đang có những hành động được xem là quân sự hóa trên Á Châu Thái Bình Dương. Cùng một lượt thì trong ngày hôm nay, bản tin mới nhất cho biết nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un sẽ đi xe lửa tới Nga, và theo tường trình của giới truyền thông Nam Hàn cho biết, bản tin từ Seoul Nam Hàn nói rằng là một chiếc đường xe lửa và được thiết kế riêng cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời khỏi thủ đô Bình Nhưỡng và trên đường tới nước Nga để có khả năng gặp gỡ với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo tường trình của giới truyền thông Nam Hàn đưa ra. Chỉ ra một nguồn tin gọi được giấu tên, tờ báo có tên là Chosun Ilpo, một tờ báo khá nổi tiếng tại Nam Hàn cho biết chiếc xe lửa này đã rời thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày Chủ nhật, vào tối ngày Chủ nhật, và ông Kim Jong-un có thể sẽ đến cái thành phố của Nga vào trễ lắm là ngày thứ ba. Và báo cái hãng thông tấn Yonhap cho biết rằng là nguồn tin tương tự như vậy, là đôi bên sẽ gặp gỡ ở tại một cái thành phố của Nga. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng của Nam Hàn và giới tình báo của Nam Hàn vẫn chưa lên tiếng xác nhận về chuyến xe lửa rời khỏi Bình Nhưỡng. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ vào tuần trước đã đưa ra cái thông tin cho biết là Bắc Hàn và Nga
có thể sẽ thảo luận về vấn đề mà Bắc Hàn cung cấp các cái vũ khí và đạn dược cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Và phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby đã lên tiếng cảnh báo là đây sẽ là một trong những cái hậu quả và một cái lỗi lầm nếu Nam Bắc Hàn mà tiếp tục hỗ trợ với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Trong khi đó thì phía Bắc Hàn cho biết rằng là ông Kim Jong-un sẽ có mặt ở một cái thành phố ở phía tây của nước Nga, phía đông của nước Nga thì đúng hơn quý vị, ở phía đông của nước Nga, và trong đó là một cái thành phố lớn, và trong đó sẽ thảo luận về một cái hội nghị diễn đàn kinh tế tại đây. Bắc Hàn hiện nay có khả năng là họ sẽ cung cấp hàng triệu Mỹ kim trị giá của các cái loại đạn pháo, đạn rocket mà phía của Nga đang cần. Trong khi đó đổi lại thì phía của Bắc Hàn đang cần rất nhiều những nguồn năng lượng và hỗ trợ về thực phẩm từ các cái kỹ thuật về và cũng như là các cái kỹ thuật về vũ khí, trong đó bao gồm luôn cả cái kỹ thuật về hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia mà họ đã lấy được từ phía của Nga. Đây được xem là một trong những cái chuyến đi khá quan trọng của ông Kim Jong-un đi tới Nga để có gặp cuộc gặp gỡ với lại ông Vladimir Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, một trong những nhà nghiên cứu ở Nghị viện Anh đã chính thức bị bắt giữ về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Người này có tên là Chris Cash, vốn là một phụ tá nằm trong Nghị viện của Anh, bị cáo buộc là làm gián điệp cho Bắc Kinh, đã bị bắt giữ chính thức sau khi mà có cuộc điều tra từ Quốc hội. Theo tường trình của Quốc hội Anh cho biết thì ông Cash đã sử dụng rất nhiều những cái quyền lợi của ông ở tại Quốc hội Anh vào ngày 28 tây tháng 4, và ông ta đã bị bắt giữ vào ngày 13 tây tháng 3 bởi cảnh sát tại Anh vì tình nghi ông ta làm việc cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và bản báo cáo cho thấy là một trong những nhân vật khá quan trọng là Alicia Kearns, được xem là chủ tịch của cái tiểu ủy ban đối ngoại ở tại Nghị viện của Anh, nói rằng là một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đã làm việc với ông Cash, và ông Cash vốn là một giám đốc của nhóm này và được bảo trợ bởi nhà nước Cộng sản Trung Quốc, và họ đã lấy rất nhiều những thông tin từ các phiên họp của Nghị viện của Anh để cung cấp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái phát hiện mới nhất của Anh đã đưa ra ngay sau khi mà có cái sự gọi là điều tra về gián điệp của Trung Quốc. Và trong cái phiên họp ở tại khối G20 ở tại New Delhi, thủ tướng của Anh là ông Sunak đã có cuộc đối đầu với ông Lý Cường là thủ tướng của nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong việc mà Trung Quốc đã đưa gián điệp hoạt động trong nghị viện của Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, sau khi có sự phát hiện từ phía của Anh thì có một cái tiềm năng rất cao là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoạt động ngay trong nghị viện của Úc. Đó là lời khẳng định của một thượng nghị sĩ. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ James Patterson đã lên tiếng cảnh cáo là có tiềm năng nguy hiểm Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoạt động ở trong cái nền dân chủ của Úc, và tình trạng này rất cao. Lời phát biểu đưa ra sau khi mà một nghiên cứu sinh ở tại Nghị viện Anh đã bị bắt giữ về tội làm gián điệp cho Trung Quốc, và nghi can này đã bị bắt giữ và được tại ngoại hầu tra từ tháng 3. Và bản báo cáo này đã nhấn mạnh đến tiềm năng mà Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ hoạt động ở trong cái sàn thượng viện lẫn hạ viện của Úc. Thượng nghị sĩ Patterson lên tiếng cảnh báo rằng tình trạng tương tự như vậy cũng có thể xảy ra trong nghị viện của Úc. Điều đáng tiếc là nguy hiểm này đã diễn ra ở Úc rất cao và có thể là có chiếm rất nhiều những nhân viên làm việc ở trong cái tòa building của nghị viện, bao gồm cả hạ viện lẫn thượng viện, và nó không có được kiểm tra an ninh một cách cẩn thận và rõ ràng. Ông đã nói chuyện với lại giới truyền thông trong ngày 11 tây tháng 9 tại Canberra. Và quý vị, làm việc cho chính quyền bất kỳ một đảng đối lập nào hay là một vấn đề của bộ trưởng nào thì quý vị cần phải hiểu rõ là vấn đề an ninh là tối ưu, và chúng ta cần phải hiểu rõ những hoạt động của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và tôi tin rằng trong số các nhân viên làm việc của Quốc hội của Úc có tiềm năng rất cao đang hoạt động gián điệp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đây là lời khẳng định mới nhất của vị thượng nghị sĩ của Úc đã đưa ra ngay sau khi có phát hiện là một nghiên cứu sinh làm việc trong nghị viện của Anh đã bị bắt giữ về tội làm gián điệp. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Trong đó thì đã nhấn mạnh rất nhiều những cái biến động, những cuộc đối đầu và kể cả những cuộc tập trận diễn ra tại Á Châu Thái Bình Dương. Quý vị nào muốn order tạp chí quốc phòng có thể liên lạc qua Trần Nhật Phong đạo diễn @yahoo.com. Trần Nhật Phong đạo diễn @yahoo.com. Nếu quý vị có nhu cầu về thiết bị điện tử, các ghế massage danh tiếng của Nhật Bản hay là các cái giường nệm chống đau lưng nổi tiếng của Ý,
Quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại trên màn hình của quý vị 1877-892-6999, 1877-892-6999 hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Quy Nguyễn và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều. Và cũng trước khi bước vào cái phần đọc comment ngày hôm nay, quý vị, hôm nay là ngày 11 Tây tháng 9, tức là đánh dấu năm thứ 22 cuộc khủng bố tấn công vào Hoa Kỳ ở tại New York, ở tại Washington DC. Và mong rằng khán thính giả của TNP Channel cũng có thể thắp một nén hương lòng cho gần 3.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố do mạng lưới Al-Qaeda thực hiện. Mong là quý vị sẽ thắp một nén nhang lòng. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Đầu tiên hết là cảm ơn Zen Life đóng góp 20 Mỹ Kim. Good morning, mời chú ly cà phê buổi sáng. Cảm ơn rất là nhiều. Tình hình eo biển Đài Loan có biến động hay sao mà Bắc Kinh đưa hàng không mẫu hạm ra tập trận hoài vậy anh Phong? Chưa biết được, lần này không phải là đưa ra cái eo biển Đài Loan, mà là phía đông nam của Đài Loan. Ok quý vị, mở cái bản đồ lên cho quý vị thấy, họ đã băng ngang qua một cái eo biển giữa Nhật Bản và Đài Loan. Quý vị, đây là cái bản đồ của Đài Loan, tôi zoom gần vô thì đây là cái eo biển Miyako. Thì chiếc hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc đã đi ngõ này, ra ngoài biển phía tây của Thái Bình Dương là khu vực này để mà tập trận, chứ không phải là trong eo biển Đài Loan nha. Eo biển Đài Loan nằm ở đây, còn hàng không mẫu hạm và một số tàu chiến của Trung Quốc đã băng ngang khu vực này để đi ra Biển Đông. Ngay cách đây 2 ngày thì khu trục hạm và khinh hạm của Canada và của Hoa Kỳ băng ngang eo biển Đài Loan từ hướng Bắc tới hướng Nam, tức là họ đi từ đây xuống. Và có thể trong một vài ngày nữa họ xuất hiện trên Biển Đông nha. Ok, còn việc mà hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc là nằm ở khu vực này, họ đi ra ở khu vực này để mà tập trận ở ngoài gọi là phía tây của Thái Bình Dương. Phía tây là tính từ cái thềm lục địa của Hoa Kỳ thì nằm phía tây, còn thềm lục địa của Trung Quốc thì nằm phía đông. Thì cái bản tin dịch là ở West Pacific, tức là phía tây Thái Bình Dương, có nghĩa là họ đang bản tin này họ đưa đi từ ở phía Hoa Kỳ đưa ra nha. Đó là cái thật sự thì Trung Quốc đang thực tập, tôi nghĩ rằng cái việc phong tỏa toàn bộ đảo quốc Đài Loan, không phải chỉ eo biển không, mà cả phía đông của Đài Loan nữa. Có nghĩa là sau một năm mấy, Trung Quốc bắt đầu thực tập những cái việc mà xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở nhiều cấp độ khác nhau. Thì bây giờ cái bước kế tiếp là họ sẽ đo lường mặt trận phía đông của Đài Loan. Do đó họ thực tập cái việc gọi là phong tỏa cái phía đông của Đài Loan. Phía này rất là khó. Thì quý vị, hiện nay thì phía Nhật Bản, phía Hoa Kỳ và Philippines đang quan sát rất cẩn thận. Tại vì phía đông của Đài Loan là một trong những cái khu vực khá quan trọng nằm từ eo biển Pacific Channel lên. Do đó thì tôi nghĩ rằng Bắc Kinh đã hoàn tất cái chiến lược ở eo biển Đài Loan. Bây giờ họ bắt đầu tiến ra phía đông của Đài Loan nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Wow. Kinh tế, quân sự, khí tài của China chưa đủ mạnh để đối đầu với Hoa Kỳ. Nếu khai hỏa cuộc chiến Đài Loan, China còn nhiều thách thức cho nên còn do dự. Thật sự quý vị, tôi đã từng nói quý vị là với điều kiện kinh tế khủng hoảng bây giờ không phải là lúc thích hợp để cho Tập Cận Bình tấn công đảo quốc Đài Loan. Tuy nhiên thì tôi nói là ở thế không còn chọn lựa, tức là cuộc đấu đá nội bộ của Trung Quốc tới hồi căng thẳng và họ không còn chọn lựa nào khác, buộc lòng phải tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là cái mà do từ cái cuộc nội bộ tranh chấp của họ. Chứ thật sự quý vị, xét về cái phương diện kinh tế và quân sự thì Trung Quốc chưa có muốn tấn công đảo quốc Đài Loan. Nhưng mà ở thế không còn chọn lựa. Lý do thứ nhất là cuộc đấm đá nội bộ của họ. Phe Diều Hâu nhất định cương quyết là buộc Tập Cận Bình phải do something với Đài Loan. Thì quý vị, đó là cái áp lực từ cái phe Diều Hâu trong giới quân đội. Thứ hai là cái cuộc bầu cử tại Đài Loan vào tháng 13 Tây tháng 1 năm 2024. Mà trong đó nếu như ông Lai Ching-te, phó tổng thống hiện nay của Đài Loan, trở đắc cử trở thành tổng thống, thì quý vị, có nghĩa là cái chiến lược của Đài Loan tách rời Trung Quốc càng lúc càng xa hơn, đẩy ra xa hơn nếu ông Lai Ching-te thắng cử. Do đó cái tiềm năng đe dọa tới đảo quốc Đài Loan là có thật. Có điều là Tập Cận Bình thì phải giải quyết cái cơn khủng hoảng kinh tế, đấm đá nội bộ. Nhưng mà nó tới một cái mức nào đó, ông ta thấy rằng là cái cửa thoát duy nhất là mặt trận quân sự. Ông ta có thể làm. Do đó nếu mà quý vị xét về cái tình hình hiện tại thì không thích hợp. Nhưng nếu quý vị xét về cái thế của Tập Cận Bình
thì đôi lúc nó sẽ là không còn chọn lựa nha. Rồi tiếp tục. Em nghĩ sau khi tổng thống chúng ta nên cân nhắc đến bà Nikki Haley, bà có giọng điệu khá mạnh mẽ gợi đến bà đầm thép Thatcher. Bà Nikki Haley là người ngay từ đầu đã có một chính sách cứng rắn với Trung Quốc ngay từ lúc bà còn làm đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc rồi. Và từ cái lúc mà tranh cử cho tới bây giờ, quý vị đã nhìn thấy bà liên tục đả kích Trung Quốc và bà liên tục có những cái chính sách rất diều hâu với Trung Quốc. Và ngày hôm nay bà lên tiếng khẳng định luôn, Trung Quốc là enemy. Cộng sản Trung Quốc là enemy, là kẻ thù. Lời phát biểu này cho thấy rằng là những thành viên của Đảng Cộng hòa đa số đều có thái độ rất cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Họ không nhượng bộ. Và quý vị, bởi vì tôi mới nói quý vị, tôi tiên đoán Nikki Haley là người đứng đầu trong danh sách mà ông Trump sẽ chọn làm người phó. Do đó có nhiều người không thích bả, bởi vì bả có những cái lời lẽ mà quý vị cho rằng là đụng chạm tới ông Trump. Nhưng mà quý vị phải nhìn lại, trong bầu cử bắt buộc các ứng cử viên phải chỉ trích lẫn nhau để giành cái phiếu của người dân. Do đó mà quý vị nhìn kỹ đi, cả Ron DeSantis, cả Ramaswamy và cả bà Nikki Haley và ông Tim Scott, bốn người này họ chỉ trích cái chính sách của ông Trump, họ chưa bao giờ nói tới cá nhân của ông hết. Họ chỉ trích chính sách ông Trump là thứ nhất là quá yếu trong vấn đề đối nội, về việc mà gọi là đối phó với những cái tư tưởng khuynh tả, và thứ hai là họ nói chưa đủ mạnh để kiềm chế Trung Quốc. Chưa đủ mạnh để kiềm chế Trung Quốc, tức là họ muốn ông Trump làm mạnh hơn nữa. Do đó quý vị, hiện nay thì coi như là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, các cuộc thăm dò thì ông Trump vẫn là người thống trị ở bên Đảng Cộng hòa, gần như ông nắm 90% cái vé rồi. Thì quý vị, vấn đề còn lại ông chọn ai là người running mate, tức là cái người đi chung với ông. Thì tôi tiên đoán, tôi nói quý vị, nếu mà ông Trump coi trọng chính sách đối ngoại trong 4 năm tới, Nikki Haley là chọn lựa đầu tiên của ông. Còn nếu như ông chọn lựa chính sách đối nội thì Candace Owens, tức là cái cô da đen đó, là cái người sẽ đứng chung liên danh với ông. Còn nếu như mà chọn chính sách đối ngoại, tức là chính sách đối nội, nếu mà ông chọn Candace Owens để làm người running back của ông đó, thì quý vị, bà Nikki Haley có thể là bộ trưởng bộ ngoại giao, tức là bà Nikki Haley sẽ có vai trò trong nội các của ông Trump, từ ghế tổng thống cho tới cái ghế bộ trưởng ngoại giao, phó tổng thống cho tới cái ghế bộ trưởng ngoại giao. Thì tôi nghĩ là hai vị trí này bà Nikki Haley sẽ nắm một trong hai vị trí này nếu ông Trump đắc cử trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Bỏ qua tất cả những cái lời chỉ trích trong lúc tranh cử đi quý vị, tại vì trong lúc tranh cử bắt buộc các đối thủ phải chỉ trích lẫn nhau, nhưng mà họ vẫn làm việc với ông Trump. Do đó quý vị đừng có vì một hai cái lời lẽ chỉ trích ông Trump mà quý vị có thành kiến. Tôi vẫn ủng hộ cho bà Nikki Haley, bởi vì bà có một chính sách rất cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Bà không khác gì Mike Pompeo cả. Nha. Rồi tiếp tục. Wow. Cảm ơn Phước Nguyễn đóng góp 10 Mỹ Kim. Mong ông Trump bổ nhiệm Tim Scott làm Bộ trưởng Ngoại giao vì ông này làm thức tỉnh người da đen và bị cánh tả đồ ngủ. No. Cái vị trí Bộ trưởng Ngoại giao sẽ không vào tay của ông Tim Scott. Mà Tim Scott nếu nằm trong nội các của ông Trump, tôi nghĩ nhiều phần ổng sẽ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nhiều phần ổng sẽ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiều hơn là ổng trở thành Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao là đặc trách chính sách đối ngoại. Tim Scott, tất cả những cái lời lẽ tranh cử của ổng đều nhắm vào chính sách đối nội. Do đó, đối nội thì tôi nghĩ rằng là ông Tim Scott nếu có nằm trong nội các của ông Trump sẽ là bộ trưởng có hai ghế, thứ nhất là bộ trưởng bộ tư pháp, thứ hai là bộ trưởng bộ giáo dục. Đây là hai cái ghế mà có thể Tim Scott sẽ ngồi vào đó nha. Rồi tiếp tục. Em biết rõ số người mất trong 911, sao con số lên tới 3.000 người giữa anh hai tàu thấp đôi và nhân viên cứu hộ? No, gần 3.000 người là kể cả ở tại Ngũ Giác Đài nữa. Tại vì lúc đó đã có một chiếc máy bay đâm vào Ngũ Giác Đài, cộng thêm cái chuyến bay thứ ba có 93 người ở trong cái chuyến máy bay bị rớt xuống Pickford.
thì 93 người nữa, cộng thêm số người bị thiệt mạng trong hai cái tòa nhà World Trade Center, các binh sĩ cứu hỏa cũng như là các cảnh sát, tổng cộng hết là gần 3.000 người nha. Rồi tiếp tục, wow, em cũng vái tàu cộng đánh Đài Loan để xem thực lực binh lính và khí tài của họ ra sao trước mắt toàn thế giới, toàn nghe nổ, trước mắt toàn nghe nổ. Thì quý vị, tôi đã nói tất cả những cái ranking chỉ mang tính chất con số thôi. Cuối cùng thực chiến mới là quan trọng. Và chúng ta đã chứng kiến được cuộc chiến của Nga 19 tháng qua ở tại Ukraine, mà Nga trước đó đã được xếp là hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Bây giờ thì năm nay họ rớt xuống hàng thứ ba, Trung Quốc trỗi lên hàng thứ hai, họ hàng thứ ba. Nhưng mà một nền quân sự mạnh hàng thứ ba trên thế giới, 19 tháng trời đánh ở cả Ukraine vẫn chưa tới đâu hết. Còn phải mướn thêm cái đội Wagner đánh thuê cho mình nữa. Do đó quý vị, thực chiến vẫn quan trọng nhất. Bây giờ có nổ khoe khoang gì cũng được hết, thực chiến là quan trọng nhất nha. Rồi tiếp tục. Wow. Tại sao Trung Cộng không bổ nhiệm phát ngôn Diều Hâu ngoại giao Chiến Lan giống như Triệu Lập Kiên mà đưa bà Mao lên phát ngôn yếu vậy? Thật sự quý vị, vẫn còn những người này vẫn làm trong Bộ Ngoại giao, có điều là họ xuất hiện thay phiên nhau thôi. Kể cả bà gì, bà mà bà gì bà Oánh, cả ba người này vẫn tiếp tục là phát ngôn viên, nhưng mà chính thức thì theo nhiệm kỳ họ sẽ hết cái nhiệm kỳ là phát ngôn viên, nhưng mà đôi lúc họ vẫn xuất hiện trở lại Bộ Ngoại giao, họ vẫn làm việc cho Bộ Ngoại giao. Mà Mao Ninh là một kẻ được xem là có ngôn ngữ tương đối ôn hòa hơn, nhưng mà cuối cùng quý vị vẫn đi theo cái chính sách của Cộng sản Trung Quốc, không có cái gì gọi là không có cái gì gọi là thay đổi cả, có dùng ngôn ngữ mềm hơn một chút nhưng mà chính sách diều hâu của Trung Quốc vẫn còn nha. Rồi tiếp tục. Mình nghe nói hay không? Ok, đừng có nghe nói nha. Ok, thứ nhất là quý vị đừng có nghe những cái YouTuber tầm bậy tầm bạ nói. Quý vị nghĩ đi, dân Đài Loan, dân Nam Hàn, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ mà tới Mỹ còn xin visa chiếu kháng, thì đừng có nói Việt Nam mà được hưởng chiếu kháng. Nếu mà được hưởng chiếu kháng á là dân Việt Nam đi mẹ nó hết rồi, không có chuyện đó xảy ra nha. Thứ nhất. Thứ hai nữa là có những cái chi tiết mà có một số tên YouTuber tung tin tầm bậy để câu view thôi. Quý vị nhìn vào tất cả những cái chính sách và những cái gì phát biểu của Joe Biden thì quý vị sẽ thấy được cái chuyến đi này như thế nào. Và ông ta dừng ở Việt Nam chưa đầy 24 tiếng, giống như tôi nói, ông ta đang bay về Mỹ. Và kết quả thì cũng giống như tôi nói, những lời tuyên bố sáo rỗng, không có một cái gì gọi là chính xác cả, không có một văn bản nào được ký kết hết, chỉ nói bằng cái miệng thôi. Giống như tôi đã phân tích trước, thì quý vị vào cái Hilton Nhật Ký ngày hôm nay, mà điều đáng tức cười nhất mà tôi thấy, tôi ôm bụng tôi cười từ 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 chiều hôm qua tới bây giờ đó quý vị, khi mà ký giả của CNN là Jeremy Diamond hỏi Joe Biden, hey, là cái các ông có vì cái quyền lợi chiến lược này mà các ông bỏ quên cái hồ sơ nhân quyền hay không? Quý vị biết câu trả lời của Joe Biden như thế nào không? Tôi không biết anh, tôi muốn đi ngủ. Câu nói lừng lẫy của Joe Biden tại Việt Nam, I want to go to bed. Tôi muốn đi ngủ. Thì quý vị, câu nói này đã được báo chí ở bên Mỹ và các đài như là Fox, rồi New York Post, rồi Newsmax, AON mới đặt câu hỏi lại là ông già 80 tuổi bay từ Ấn Độ qua bên Việt Nam, xong rồi từ Việt Nam bay về Mỹ, liệu sức khỏe còn đủ để mà tiếp tục tái tranh cử hay không? Khi mà ở Việt Nam ông đã đuối rồi, ông nói là tôi muốn đi ngủ rồi. Thì quý vị, ngày hôm nay là báo chí cánh hữu là đem cái câu đó làm cái tựa đề luôn, mà chính tôi cũng đem nó làm tựa đề cho cái phần tin tin Hoa Kỳ và Việt Nam ngày hôm nay. Câu nói hay nhất của Joe Biden tại Việt Nam, tôi muốn đi ngủ nha. Rồi tiếp tục. Nhiều nước bắt tay với Ấn Độ trong hội nghị G20, theo anh Phong, Ấn Độ là tâm điểm của thế giới trong một vài thập niên tới không? Tôi đã từng nói trước đây, năm ngoái, năm kia tôi đã nói rồi. Năm ngoái, năm kia tôi đã nói Ấn Độ sẽ là tâm điểm phát triển kinh tế của thế giới trong 2 thập niên tới. Tại vì Ấn Độ có đầy đủ tư thế. Ấn Độ có đầy đủ tư thế lập trường. Vấn đề còn lại
là Ấn Độ vẫn không muốn chọn lựa giữa khối Âu Châu và Nga. Tức là Ấn Độ biết cái trò tẩy của cái đám Âu Châu, cho nên họ vẫn giữ quan hệ rất tốt với Nga. Họ giữ quan hệ rất tốt với Nga và họ gần như là họ chặn đứng tất cả những cái tư tưởng khuynh tả của Âu Châu. Vấn đề còn lại là cái bước phát triển của Ấn Độ như thế nào? Quý vị, họ đang tìm cách transform cái chính quyền Ấn Độ. Đám khuynh tả nó muốn transform chính quyền Ấn Độ. Giữa lúc mà phía khuynh hữu đang muốn shut down Trung Quốc. Thì bây giờ nó đang là cái cuộc chiến. Thì bây giờ ông thủ tướng Ấn Độ rất cứng rắn. Thủ tướng của Ấn Độ rất cứng rắn với cái phe phe tả của Âu Châu. Cho nên bây giờ đám Âu Châu nó đang lừng khừng, nó chưa biết như thế nào. Còn Hoa Kỳ thì đã bắt đầu tăng cường đầu tư rồi. Tại vì cái chiến lược của Hoa Kỳ tại Á Châu, Ấn Độ là một đồng minh thân cận. Trong cái chiến lược Indo-Pacific, Ấn Độ là một trong những quốc gia then chốt trong chiến lược này. Do đó, Hoa Kỳ bắt buộc phải đi với Ấn Độ. Thì khi qua Hoa Kỳ mà tăng cường đầu tư tại Ấn Độ, thì đám Âu Châu cũng không chịu thiệt. Cuối cùng, nó cũng phải chấp nhận chính quyền cánh hữu và nó vẫn phải đầu tư. Trong lúc mà rút ra khỏi thị trường Trung Quốc. Thì quý vị, đây Ấn Độ có thể nói là sẽ là cái trung tâm phát triển ở tại Á Châu, hai quốc gia được xem là có cái tiềm năng phát triển mạnh nhất, Ấn Độ và Indonesia. Ấn Độ và Indonesia sẽ có cái mức tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực trong vòng 2 thập niên tới. Philippines sẽ phát triển kinh tế tốt, nhưng mà để có được cái mức tăng trưởng như là Indonesia và Ấn Độ thì không được. Tại vì dân số Philippines vẫn ít so với dân số của Indonesia gần 250 triệu người. Và Ấn Độ trên 1 tỷ tư, lớn nhất thế giới. Do đó, ba quốc gia mà tôi thấy là có cái mức phát triển tốt và kinh tế phát triển mạnh trong những năm tới, đứng đầu là Ấn Độ, đứng nhì là Indonesia, đứng thứ ba là Philippines. Thì đây là những quốc gia đã chọn đứng về phía Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ông Trump đặt tên cho còn không xa tí nào giá Sleepy Joe. Ông Trump đã đặt tên cho Joe Biden là Sleepy Joe rồi. Tới Việt Nam là Sleepy rồi. Buồn ngủ rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái Ok. VnExpress đưa tin Việt Nam Airlines ký thỏa thuận năm mua 50 chiếc máy bay Boeing trị giá 10 tỷ Mỹ kim. VnExpress lỗ sạc máu, em không biết lấy tiền đâu ra để mua. Thì tôi nói với các vị là tất cả đều là hình thức hết. Tất cả đều là hình thức hết. Tôi đã nói với các vị rồi. Chúng ta nhìn vào thực tế. Đừng có nhìn vào hình thức. Hình thức thì báo chí nó muốn nổ kiểu nào nổ. Bây giờ nó tung tin ra nổ là mua 50 chiếc. Tiền đâu ra mua 50 chiếc. Mà 50 chiếc này đâu phải trị giá 10 tỷ. 30 tỷ. Trị giá của 50 chiếc là 30 tỷ chứ không phải 10 tỷ. Nó nổ mà nó nổ chưa tới nơi tới chốn. Tại nó không thấy được cái Boeing bây giờ bán một chiếc máy bay như thế nào. Nó nghĩ cái giá của 10 năm trước. No. Giá của Boeing bây giờ đó quý vị, coi như là cả tỷ bạc một chiếc rồi. Chứ không còn giống như ngày xưa đâu nha. Âu Châu miệng nói đạo đức sản xuất đạo lý sản xuất hàng ở Trung Quốc rồi xuất ngược vào Hoa Kỳ. Thật sự quý vị, trong một năm nay á, gần như là Âu Châu đã giảm bớt cái việc mà sản xuất tại Trung Quốc. Nguồn đầu tư FDI tại Trung Quốc đã giảm đi 13%. Thì trong đó hết 8% là của Âu Châu, 4% là của Hoa Kỳ, 5% là của Hoa Kỳ, 8% là của Âu Châu. Tức là họ thấy được cái mặc dù trên mặt họ nói là the risky, tức là giảm đi phong hiểm. Họ không muốn cô lập Trung Quốc. Nhưng bây giờ các công ty của Âu Châu đã có chiều hướng giảm bớt công xưởng và giảm bớt cái việc sản xuất tại Trung Quốc. Và họ đang đi tìm kiếm cái nguồn nguyên liệu ngoài Trung Quốc. Thì trong suốt một năm nay là cái báo cáo mới nhất của Trung Quốc, cái nguồn FDI giảm đi 13%. Thì quý vị thấy là mặc dù Âu Châu đạo đức giả, nhưng mà cuối cùng cũng phải đáp ứng cái chiến lược của Hoa Kỳ. Và chiến lược đó là gì? Tách rời Trung Quốc. Tách rời Cộng sản Trung Quốc. Mà tôi nghĩ rằng chiến lược này là chiến lược rất hữu hiệu. Cho tới khi Cộng sản Trung Quốc bể thành những nước nhỏ, giống như Yugoslavia, thì lúc đó mới triệt tiêu được cái sự đe dọa.
Và nếu không có một cuộc chiến quân sự diễn ra tại Á Châu thì chiến lược này đi trong vòng 2 thập niên là Trung Quốc sẽ vỡ ra thành từng nước nhỏ. Tại vì không thể để cho một quốc gia như vậy uy hiếp cộng đồng quốc tế. Do đó quý vị, cái chiến lược này Âu Châu mặc dù không muốn lắm nhưng mà vẫn phải đáp ứng. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Nghe Hằng Phong nói về ông già Châu tới Việt Nam mắc cười quá trời, chưa thấy ông già Châu làm mất mặt nước quỷ quá. Thì tôi đã nói quý vị là ở trên cái các cái đài của Mỹ đó, nó đều nói tới cái tình trạng mà Joe Biden tuyên bố là ông ta cần phải đi ngủ. Ok. Đây quý vị, tôi đưa cho quý vị coi trên đài truyền hình Fox đăng nè, chứ tôi không có nói láo. Ok. Tổng thống Biden đã kết thúc chuyến đi Việt Nam với cuộc họp báo và ông ta nói rằng I'm going to the bed. Quý vị thấy chưa? Tức là tôi muốn đi ngủ đó. Đây là lời phát biểu của Joe Biden chứ không phải của tôi à. Quý vị. Rồi tiếp tục. Joe Biden lạng vạng từ đời kiếp nào rồi, không phải tới lúc này đâu. Tôi nghĩ rằng là tất cả điều khiển phía sau là Obama. Joe Biden chỉ là cái diện thôi. Tất cả điều khiển cái mạng lưới điều hành, cái mạng lưới nội các vẫn là Obama. Và ngày hôm nay ông thượng nghị sĩ ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông lên tiếng đó, ông Johnson đó, Ron Johnson. Ông nói đó, tất cả đều thấy rõ Obama điều khiển từ phía sau từ lúc mà Joe Biden còn là phó tổng thống cho tới bây giờ nha. Rồi wow. Khi Trung Cộng đánh Đài Loan, Anh Quốc có dùng có đứng chung với Mỹ như chiến tranh ở Iraq. Từ xưa tới nay thì có thể nói rằng tất cả các cuộc chiến trên thế giới sau cái từ lúc mà bắt đầu chấm dứt chiến tranh Việt Nam tới bây giờ đó, tất cả các cuộc chiến trên thế giới đều có sự hiện diện của Anh. Nơi nào Mỹ can dự là của Anh hết. Từ cuộc chiến của Yugoslavia, tức là ở Bosnia, ở Croatia, rồi ở Kosovo ở thập niên 90, cho tới cuộc chiến tại Afghanistan 2001, cuộc chiến tại Iraq 2003, và trước đó cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất lúc dưới thời Bush cha đó, thì chiến đấu cơ của Anh Quốc vẫn song hành với chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, oanh tạc vào lãnh thổ của Iraq. Anh Quốc gần như là có sự hiện diện của họ ở tất cả các cuộc chiến mà Hoa Kỳ can dự từ sau chiến tranh Việt Nam nha. Rồi Trung Cộng bị vây hết rồi, không còn xa Trung Quốc sẽ tách thành nhiều nước nhỏ hơn. Tôi nghĩ là như vậy, và bởi vì cái chiến lược của Hoa Kỳ là cô lập kinh tế, dần dần tách rời kinh tế của Trung Quốc ra khỏi các nước khác và khiến cho Bắc Kinh không thể phát triển được nữa. Thì quý vị, điều này sẽ dẫn tới một cái cuộc bất ổn xã hội. Bởi vì trước đây nhiều năm thì ông David Wong là một giáo sư của trường đại học Massachusetts. Ổng là một chuyên gia về Trung Quốc và ổng đang viết cho cái tờ gọi là Diploma. Thì cách đây nhiều năm, tôi nhớ 2015 ổng đã viết rồi. Ổng nói nền kinh tế Trung Quốc giống như cuốn phim Speed. Tức là nền kinh tế của Trung Quốc á, là mức tăng trưởng của họ không thể dưới 5.5%. Giống như cuốn phim Speed, quý vị còn nhớ cuốn phim Speed mà Keanu Reeves đóng không? Tức là chiếc xe bus chạy phải trên 55 dặm. Dưới 55 dặm là bom nó nổ. Thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó cũng giống như vậy. Tức là nó phải giữ cái mức tăng trưởng và GDP trên 5.5%. Còn nếu mà dưới mức đó là Trung Quốc sẽ đi vào khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội. Thì ông David Wong, ông là một người gốc Hoa, gốc Đài Loan. Và ông đã giảng dạy ở trường đại học Massachusetts. Và ông là người đã viết trên cái tờ Diploma, một tờ báo tại Á Châu. Ông nói điều đó, thì bây giờ chúng ta thấy những gì ông nói đúng. Nền kinh tế Trung Quốc mà mức tăng trưởng dưới mức 5 chấm, bây giờ là họ chưa tới 4 chấm nữa. Bây giờ nền kinh tế của Trung Quốc đang nỗ lực, là họ cố gắng lắm, cuối năm nay là được 4 chấm rưỡi. Nhưng bây giờ không qua khỏi 4 chấm, 4%. Tức là mức tổng sản lượng nội địa của họ đó, GDP đó. Thì điều này cho thấy là Trung Quốc đang đối diện với thách thức. Và chính Joe Biden khi xuất hiện ở khối G20 ông cũng nói đó. Ông nói là tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan, là bởi vì Tập Cận Bình đang busy, đang bận quá. Tại vì nỗ lực phục hồi kinh tế đang bị khủng hoảng. Hàng trăm triệu giới trẻ Trung Quốc thất nghiệp và thị trường địa ốc đang đứng trước bờ vực khủng hoảng. Thì đó là Joe Biden nói ngày hôm qua, ngày hôm kia ở tại khối G20.
Nhưng mà giống như tôi nói, hai mặt một đồng tiền, việc tấn công Đài Loan thì tôi nghĩ rằng nó là cái cửa, với Tập Cận Bình đó là cái cửa thoát cho Tập Cận Bình là tấn công Đài Loan. Nhưng ngược lại, Joe Biden thì cho rằng nền kinh tế lúng túng này khiến cho Trung Quốc không nghĩ tới tấn công Đài Loan. Nhưng mà với cái kinh nghiệm và cái cách của Cộng sản, thì quý vị thấy rồi đó, Joe Biden đánh giá sai, đánh giá sai Cộng sản, và ông ta không muốn đối đầu gay gắt quá với Trung Quốc, cho nên ông ta mới nói như vậy. Chứ thật sự quý vị, tấn công Đài Loan là cửa thoát duy nhất của Cộng sản Trung Quốc về mặt kinh tế, về mặt tư thế. Về mặt kinh tế, tấn công cái đảo quốc Đài Loan sẽ ảnh hưởng nền kinh tế trên toàn cầu, tức là Trung Quốc sẽ lôi toàn bộ nền kinh tế toàn cầu xuống nước với họ luôn, để tất cả xóa bài làm lại. Đó là cách của Trung Quốc. Thứ hai là tấn công đảo quốc Đài Loan thì Trung Quốc có dịp thị uy cái tư thế của mình với các quốc gia ở khu vực Á Châu. Do đó, Tập Cận Bình sẽ xem cái giải pháp sau cùng tấn công đảo quốc Đài Loan là cửa thoát cho bế tắc hiện nay. Cái nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà Joe Biden thì cứ nói là ồ, ông ta bận rộn vấn đề giải quyết kinh tế rồi, không có giờ tấn công Đài Loan. Cái đó là cái quan điểm của Joe Biden thôi nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. That's why Trump call him Sleepy Joe. Quý vị, cái biệt danh này ông Trump đã đặt từ năm 2019-20 rồi, chứ không phải mới đây nha. Ok. Thì đó quý vị thấy đó, lời phát biểu của ổng. I'm gonna go to bed, tức là tôi muốn đi ngủ. Đi ngủ rồi, buồn ngủ. Tại sao? Quý vị, bay từ bên Mỹ qua Ấn Độ, dự xong cái G20, bay qua Việt Nam rồi bây giờ phải lật đật lên máy bay, bay trượt ngược về Mỹ ngay. Không có thời gian. Không có thời gian. Và bây giờ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, ông ta phải có mặt tại Alaska. Ông ta phải có mặt tại Alaska 11 giờ sáng giờ của Á Châu Thái Bình Dương, là bởi vì ông ta không thể trễ hơn. Quý vị, tổng cộng các cuộc tấn công 911 diễn ra từ lúc 8 giờ mấy sáng cho tới 11 giờ sáng. Do đó cái thời gian này là cái thời gian tưởng niệm. Mặc dù tính theo giờ miền Đông, nhưng mà Mỹ thì mình ở khu nào mình tính khu đó. Thì quý vị, ông ta phải có mặt ở phi trường Alaska, ở cái phi trường quân sự đó trước 11 giờ sáng. Chính vì vậy, ông ta đâu có giờ ngủ trên máy bay, mà ngủ trên máy bay quý vị thấy rồi đó, trừ khi là quý vị chích thuốc mê hay tống vài ly rượu vô say không biết gì hết, ngủ thôi. Chứ nếu mà ngủ bình thường trên máy bay quý vị ngủ đâu có yên, đúng không? Ok. Rồi tiếp tục. Vậy em đoán không sai, Obama toàn bộ đứng phía sau điều khiển. Thì cho tới giờ phút này ai cũng biết, ai cũng biết điều đó. Có điều là gì? Chúng ta chưa kìm kiếm được bằng chứng. Chúng ta chưa kiếm được bằng chứng, ngay cả việc bổ nhiệm cũng là ý của Obama trước khi Joe Biden nhận chức rồi. Là Obama đã định những ai được bổ nhiệm vào vị trí nào rồi. Do đó, ai cũng biết điều đó, có điều là chúng ta không có cái bằng chứng. Đây là lời phát biểu của ông Ron Johnson thôi. Và chúng ta cũng đều biết Obama điều khiển phía sau. Obama điều khiển hết mạng xã hội. Obama điều khiển hết các cơ quan truyền thông khuynh tả. Và Obama điều khiển một số thành viên cấp tiến ở trong quốc hội để làm việc với Joe Biden. Do đó ai cũng biết, có điều là chúng ta không có bằng chứng nha. Rồi ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Già rồi tới đó coi chừng té nữa. Bây giờ thì không té, tại vì cái chiếc máy bay chở ổng, cái chiếc máy bay chở ổng đó, lúc trước cái bậc thang ở phía trước cửa máy bay đó, ở giữa máy bay đó là 30, là 25 step, 25 bậc thềm. Ông đi ông té hoài. Thì bây giờ phải sắp một cái bậc thang nhỏ ở đuôi máy bay là có 14 step thôi, tức là 14 bước thôi. Thì bây giờ cho ông đi cái cầu thang ở phía sau của chiếc Air Force One. Thì quý vị, tôi đã nói với quý vị rồi, Joe Biden chỉ là cái việc. Và lần này á, ngày mai quý vị mới là vui, ngày mai thứ ba, hôm nay thứ hai, ngày mai thứ ba Hạ viện chính thức nhóm họp trở lại. Và điều đầu tiên trong nhóm họp là một tiến trình đàn hạch. Tuần rồi bà Claudia Tenney đó, bà nói rồi là chúng ta sẽ đàn hạch cho cái tiến trình đàn hạch này sẽ diễn ra vào mùa thu. Mùa thu tức là cái phiên họp tháng 9 nè. Tại sau tháng 9 rồi,
thì Quốc hội sẽ nhóm họp lại vào tháng 12 trước khi nghỉ lễ. Do đó phiên họp mùa thu là tháng 9 này là sẽ đưa cái tiến trình đàn hạch Joe Biden ra. Và lần này tôi nói quý vị, có thể tiến trình đàn hạch thành công đó. Tại vì những gì quý vị nhìn thấy xảy ra là đảng Dân Chủ lắc đầu ngán ngẩm rồi. 73% cử tri trẻ đảng Dân Chủ không muốn Joe Biden ra tái tranh cử. Và do đó tôi nói là cái tiến trình đàn hạch này có thể thành công đó. Cái tiến trình đàn hạch này có thể thành công đó. Và Joe Biden có thể sẽ không tranh cử được. Họ sẽ đưa Kamala Harris ra. Obama sẽ đưa Kamala Harris ra. Nếu trường hợp lá bài của Joe Biden, mặc dù trước đó Obama tuyên bố là sẽ làm mọi mọi cách cho Joe Biden thắng cử, nhưng với những tình hình bây giờ thì có vẻ như không rồi. Obama phải chọn lựa Kamala Harris để tiếp tục điều khiển ở phía sau. Thì cái này là cái mà tôi đã nói với quý vị là chính trường Mỹ có nhiều cái điều hay lắm. Không phải là đảng Dân Chủ đoàn kết đâu. Họ phải bảo vệ cho họ. Họ phải bảo vệ cho họ trước những cái tiêu cực của Joe Biden. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!